Thưa quý vị và các bạn, trong mục Thầy thuốc với người bệnh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với các bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn gọi tắt là COPD là một bệnh hô hấp gây khó thở. Bệnh có thể gây ra tình trạng suy giảm hô hấp, hạn chế khả năng hoạt động hàng ngày, làm giảm chất lượng cuộc sống. Và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về bệnh cũng như là cách phòng tránh thì chương trình đã mời đến trường quay ngày hôm nay thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cùng trao đổi về bệnh. Xin chào bác sĩ, rất vui được trao đổi với bác sĩ trong chương trình Thầy thuốc với người bệnh ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn như thế nào là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ạ? Vâng, chào khán giả. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh viêm tắc nghẽn mãn tính của đường thở, bệnh tiến triển từ từ qua nhiều năm, dẫn tới chức năng hô hấp suy giảm và không có khả năng phục hồi. Những nguyên nhân gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì gồm có hai cái nhóm nguyên nhân chính là những nguyên nhân thường gặp. Nguyên nhân thường gặp thì do ô nhiễm bầu không khí thở, đặc biệt là khói thuốc lá, thuốc lào. Bệnh thì thường gặp ở nam giới khoảng trên 40 tuổi và có cái thời gian hút thuốc trung bình khoảng độ 20 năm. Và hiện tại thì vẫn còn đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc từ lâu. Các nguyên nhân hiếm gặp thì có thể là gặp các cái bệnh phổi từ trước, ví dụ như là lao phổi, như là hen phế quản, viêm phế quản mãn tính hay là cái bệnh gù vẹo cột sống. Vâng, vậy thì bệnh có những triệu chứng như thế nào ạ? Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có hai triệu chứng mà thường gặp nhất là ho và khó thở. Ho khạc đờm mãn tính kéo dài. Đây có thể là cái triệu chứng mà khiến bệnh nhân phải đi khám bệnh. Thì nhiều bệnh nhân thì đã được điều trị nhiều đợt kháng sinh với các cái chẩn đoán thông thường như là viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi nhưng mà điều trị thì không có kết quả. Thế triệu chứng thứ hai thường gặp là khó thở. Khó thở thì lúc đầu thì khó thở từ từ và nhẹ rồi tăng dần đến nặng. Và lúc đầu là khó thở khi gắng sức như là đi bộ này, leo cầu thang này, rồi là làm việc nặng. Thì sau này khó thở thường xuyên liên tục cả lúc nghỉ ngơi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Cái chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì hoàn toàn là có thể chẩn đoán sớm được. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà thì bác sĩ sẽ khám lâm sàng, cho chụp X-quang ngực thẳng và làm xét nghiệm máu, rồi đo chức năng hô hấp, làm test giãn phế quản. Với những cái người mà hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm rồi ấy, thì nên đo chức năng hô hấp mặc dù là không có triệu chứng gì thì hoàn toàn có thể phát hiện được sớm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Xin bác sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên để người dân có thể phòng tránh với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ạ? Với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thứ nhất là phải giữ gìn vệ sinh cái môi trường sống trong sạch, không hút thuốc lá, thuốc lào. Và nếu mà bệnh nhân mà đang mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi ấy, thì nên tiêm phòng vaccine cúm hàng năm và tiêm phòng vaccine phòng phế cầu 5 năm một lần. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình ạ.